quê em An Giang, có sông Hậu đồng ruộng thân thang, đất phù sa theo con nước lớn, từ ngàn xưa dung đắp thôn làng. Miền Tây quê em An Giang, gái xinh đẹp tuy mỹ đoan trang, áo bà ba tai nghiêng nón lá, cười hồn nhiên sao xuyên bao già. Quê hương em miền Tây Việt Nam, thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẻ chia cảnh sống gian nan, đời yên vui quý hơn bạc vàng. Quê hương em đồng bằng cửu long, trai trung kiên chung quy tình duyên sông nước mênh mông, đẹp trăm năm ấm êm mặn ngồng. Miền Tây quê em An Giang, tuyết nhung ngọc giang ngà ngân an, lái xuồng nan trên kênh lưới cá, tình đồng hương hôm sớm rộn ràng. Về đây quê em Long Xuyên, thất sơn đẹp điên điền thơm ngon, ghé làng Chăm xem cây thốt nốt, rồi hẹn thăm Châu Đốc rừng tràm. Quê hương em miền Tây Việt Nam, thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẻ chia cảnh sống gian nan, đời yên vui quý hơn bạc vàng. Cái này bọc bọc 10 ký không hả Ngọc? Chào cái đi mấy đứa ơi. Chào cả nhà nha. Dạ con kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn nha. Dạ hôm nay thì nhóm của mình đó quay trở lại đám củ cải của anh chị Phong nha. Dạ thì cái lần trước đó thì bé Ngọc có tới đây để tìm hiểu mà gia đình cũng rất là khó khăn. Trồng cải thì không bán được mà lỗ cũng mấy lứa rồi chứ không phải là lứa cải không. Thì hôm nay đó thì thay mặt anh Phước ở bên Mỹ đó là sẽ giải cứu hết cái đám củ cải này cho anh chị Phong nha. Dạ thì em thay mặt anh chị Phong dưới văn công nơi đây gửi là cảm ơn đến anh rất là nhiều nha. Chúc cho anh cùng gia đình luôn luôn thật nhiều sức khỏe nha, luôn luôn thành công và mọi điều may mắn tốt đẹp đến với gia đình của anh nha. Dạ thì hôm nay đó thì mình sẽ gửi cho bà con ở xóm Chiếu với bà con ở xóm mình, rồi sau đó thì mình sẽ gửi đến những cái bếp ăn tình thương và những cái bệnh viện nha. Dạ thì cái đoạn đường này thì đi ra ngoài lộ nó cũng hơi khá xa, hên là bữa nay không có mưa nè, chứ mọi khi là ngày nào cũng mưa chứ. Hôm nay ông bà cũng độ bữa nay không có mưa. Thì từ cái đám này đó thì mình gánh ra tới ngoài đường lộ đây. Đường lộ thì đánh gặp tới ngoài cái con lộ nhỏ dắt ngang đó, rồi bắt đầu là mới đi bọc ra con lộ lớn cái nữa. Tại xe tải nó không có vô đây được á, cho nên mình đánh nguyên cái cua này luôn. Cái đường này đi tắt qua không được hả chị Phong? Cái đường đây này tắt ra ngoài lộ này không có đường đi hả? Có mà nó khó đi. Nó nhỏ hàng xanh không? Với xe tải nó không có chỗ đậu. Vậy hả? Ở ngoài đó nó rộng, xe tải đậu mới được. Còn cái này thì mình chỉ đi bộ được thôi hả? Rồi, mà cái đường đi ra nó vòng nó khó đi nữa. Lấy xe chạy đường đi, đất đây. Cái đường này nó rộng, nó ngay, nó dễ đi. Sáng nay thì một số thì gánh, một số thì đi xe gùa, một số thì đi xe cái này xe cắt cỏ cẩy lòi ra cho nó lẹ. Còn đằng đó là ai hả? Cậu Út hả? Cậu Út đang mượn xe gùa hả? Cậu Út đang đẩy xe gùa vô kìa. Anh hai ra cha, anh hai ra cha. Sao rồi? Bé làm sao khóc rồi chị? Anh nó đi á. Nó sợ ba đi hả? Anh á, anh hai đó. Anh hai hả? Ủa chị hai thằng trai hả? Thằng trai. Dạ rồi hôm nay đó thì được anh Phước đó là giải cứu hết cái đám củ cải của chị luôn nè. Rồi chị cảm thấy sao? Dạ
mừng lắm chị. Hôm nay, ủa chị không có đi làm hả? Em bệnh, bệnh mấy ngày nay, em xin nghỉ một tuần. Chị bệnh gì? Bị nóng ho rồi bị viêm xoang đó, nhức cái đầu sàn trước. Vậy hả? Ừ. Chị có đi khám không? Có, em đi khám, lấy thuốc uống trạm y tế thôi. Vậy hả? Vậy rồi. Chị xin nghỉ mấy ngày ha? Dạ, em xin nghỉ một tuần, thì hai đứa nhỏ nó nóng nữa. Nó nóng nữa rồi em sợ ban đêm nó lỡ có gì sao? Chắc nó lây chị. Dạ. Dạ. Rồi hôm nay nó thi rồi mới về đó. Dạ. Rồi anh Phong đâu rồi chị? Xịt thuốc sâu lắm. Anh cũng bệnh. Là cái người xịt thuốc đó hả? Dạ. Anh bị viêm xoang đó, rồi đau bao tử, rồi bệnh chỉ nữa. Là ông xã chị ha? Dạ. Lâu chưa? Anh bị lâu chưa? Bị lâu rồi. Dạ. Rồi mình có điều trị gì không? Thuốc lãnh thuốc tháng đó ha. Dạ. Dạ. Vậy là mình mướn giạt này rồi giạt bên đây đó hả? Dạ. Rồi bên đây hiện tại em thấy đang trồng ớt hả? Dạ, trồng ớt. À. Vậy mà ăn cái gì cũng lỗ chứ. Trồng hành cũng không bán được. Vừa bán xong thì có giá lên, nên còn hành nào bán. Ừ. Trồng cái gì trồng dằn bầu vừa xong chưa được tháng nữa, sập dằn bầu. Nó sập vậy bỏ hết rồi. Dạ, vậy trồng cái này nó lỗ nữa. Dạ, vậy là toàn bộ là đất của mình là mướn không hả? Dạ, đất mướn không. Cứ dạ. Tiền đi hỏi người ta, mình cũng mua cái sâu lắp vô, thì cứ nợ người ta. Rồi xong rồi em ăn công ty thì mình không có nhiêu đâu, mình ăn ăn, người này mình nợ rồi có nhiêu tiền thì vô mình để mua cái sâu nữa. Anh nghe nói là đợt sau này mình không có thanh toán tiền thuốc sâu đó, cho nên họ không giao cho mình nữa không? Dạ. Đây, cái củ cải này là quý bà cô chú ơi, cái này không phải là Hà ăn nó hết toàn bộ, nhưng mà ăn chỉ là nó lai gai à. Có củ ăn có củ không, không phải là hết. Cái này đủ ngày tháng luôn hả chị? Dạ. Củ to hết sức to, này sao bẻ nổi đi. Có củ nè, để mình lựa củ Hà, có củ Hà không Ngọc đưa toán không? Quyên này đó có củ nào có Hà không chị Năm? Dục cho em củ có Hà chị Năm. Ủa sao cái hàng này không thấy hạ ta? Đó. Đây là củ này nó có hàng nè. Kia không có hàng. Cái này nó chỉ có lai gai. Đây là ở ngoài hạ thôi chứ trong dạ. Nguyên chân. Cái hà đó là nó chỉ có cái da ở ngoài nó sự sự gì nè quý bà cô chú. Nhưng mà ở trong cái ruột là mình ăn được nha. Khi mình gọt cái vỏ này là ở trong mình ăn được hết nè. Đây nó như gì nè. Chứ không phải là có hà là nó củ cải nó hư nó không ăn được. Dạ thì mình đều sử dụng được hết này, mình làm nước súp đồ được hết. Nướng gì cũng được hết. Vậy đó mà lái chê nè. Lái mua thì cần củ đẹp, no tròn. Có hà là không lấy. Còn cái này là mình cái tiền mà vật tư phân thuốc sâu đó chị. Là mình nợ nhiều không? Là mình mướn đất là làm cũng khoảng có 10 năm rồi hả? Dạ. Thì về 2012. 2012, dạ. Bây giờ là 22 rồi. Dạ. 10 năm rồi. Dạ, cái gì lỗ nặng, cái gì lỗ. Mướn đất bằng đúng 1 năm rồi, người ta lấy lợi. À. Năm người ta lấy lợi, người ta làm, người ta có phân tích sâu trong đất rồi đó. Người ta lấy lợi, người ta cầm lột hết. Vậy đó. Năm nào cũng vậy chứ. Cái năm nay là mướn đất này của cô Tư Thủy đó. Cho mướn được hơi lâu đó. Rồi trước đó là mình cũng trồng cái gì chị? Trồng hành, trồng cải. Trồng hành với cải nhiều. Trồng cái gì cũng lỗ, trồng cái gì cũng lỗ. Em nằm ở Bình Dương thì bảo hiểm công ty Bình Dương về trả nợ thật sâu chưa. Rồi năm năm rồi em cũng làm công ty nữa, nghỉ nữa, đẻ nhỏ lắm nghỉ. Thì cũng tiền bảo hiểm cũng trả nợ sâu. Hết nổi. Bằng lỗ thôi. Nhưng mình lấy cái tiền bảo hiểm mà chị làm công ty chị lãnh được đó ha. Dạ. Rồi chị mới lắp qua tiền hoa của sâu. Dạ. Nhưng mà vẫn chưa có hết nợ. Dạ. Rồi ngoài cái làm rẫy này ông xã chị không có công việc gì khác mà để thích hợp hơn hả? Ảnh có đi dắt thức ăn mà dắt mấy bao cái ăn mệt. Lầu chỉ vậy. À bên chỉ người ta cử làm nặng ha. Dạ. Rồi khi mà mình làm nặng thì nó bị lại. Dạ. Rồi bây giờ là chỉ làm rẫy là cũng như xịt thuốc đồ á thì nhẹ nhẹ thì anh làm được ha. Dạ. Dạ. Rồi cái này anh làm nhà hay là có mướn gì nữa không? Có mướn nhân công Bỏ hộp, còn cỏ thì anh làm đâu
có tiền đâu mà mướn người ta bằng cỏ. Dạ, chỉ mướn bỏ hột thôi, còn làm cỏ với lặt vặt là ảnh làm hết. Dạ, tự tủ gơm mình lên ảnh đi. Giỏi nha. Ừ. Mướn người ta không có tiền. Không có tiền mướn, rồi mới tự tủ, rồi tự làm ơn luôn, bằng cỏ ơn luôn. Dạ, rồi con chị bao nhiêu tuổi? Đứa 10 tuổi, đứa 4 tuổi. 10 với 4 hả? Dạ. Dạ, rồi thầy bé lớn vẫn còn học hả? Dạ, còn học. Dạ. À, cái này thì em nghĩ là hôm bữa thì anh Phong có nói là nguyên đám mình thì chắc khoảng là 4 tấn ha. Dạ. Khoảng 4 tấn thì một tí xíu nữa em có điếm bọc kìa. Thì bây giờ trước mắt thì bây giờ để em ấy em tính tiền nhân công rồi xong hết đi. Thì anh Phước cũng có dặn nếu như mà cái số tiền còn dư lại đó sẽ hỗ trợ luôn cho chị luôn. Nhưng mà bây giờ em chưa có biết là tiền nhân công rồi tiền bọc rồi tiền vận chuyển xe tải nè, coi bên hội từ thiện coi họ mình đổ xăng coi họ có chịu không. Nhiều khi mình đổ có khi họ nhận, có khi họ không nhận nữa, tùy theo đội nha. Dạ. Cho nên cái số tiền dư còn lại bao nhiêu đó thì em sẽ trao hết cho gia đình của chị ha. Dạ. Vậy là hôm nay chị nghỉ ở nhà Nguyên nhà phải không? Ở Nguyên ngày đúng không? Dạ. À, vậy đi hả chị, rồi có gì á thì để em tính chi phí xong hết trơn đi, còn bao nhiêu á thì em sẽ lên em trao tiền cho chị sau. Dạ. Dạ. Thì bây giờ đó thì anh nói là hôm nay từ 4 tấn với hoặc là hơn 4 tấn. Nhưng mà bây giờ mình tính chẳng là 4 tấn đi. Tại em đếm số bọc rồi nó cũng ra tấn à. Dạ vậy thôi, vậy bây giờ chị vô chị nghỉ ngơi đi ha, chăm sóc cho hai bé đi. Dạ, để em phụ trong nhóm cho nó xong. Rồi rồi. Xin lỗi em biết. Dạ. Cô có gì không em phụ tiếp luôn. Chị làm thôi đi, chị chăm sóc bé đi. Xong rồi đó. Quên á chị. Chị gửi lời cảm ơn đến là anh Phước đi chị. Chị kêu bằng anh Phước luôn đi. Cái mít này nó bị tắc rồi. Em cầm cho chị nói đi. Dạ em cảm ơn anh Phước đã hỗ trợ cho gia đình em. Em rất là vui lắm. Tại vì mặn ăn cái gì cũng lỗ chứ giờ có hỗ trợ mọi người quân đó hỗ trợ cho gia đình em. Em rất cảm ơn nhiều lắm. Dạ em cảm ơn. Dạ, thì cũng nhờ anh Phước cho chị có cái tiền mà để trả tiền Phan Phước Sâu để lần sau có thể là lấy được, để mà cứ thiếu nhiều quá là bên Phan Phước Sâu họ sẽ không có giao tiền giao Phan Phước Sâu cho mình nữa. Khi nào mình cũng như xong một vụ vậy đó là bắt buộc mình phải thanh toán, rồi không thanh toán là bên kia họ sẽ giống như họ ngại, họ không bắt nữa. Dạ. Dạ dạ. Dạ cảm ơn. Dạ dạ. Dạ chị coi chăm sóc hai bé đi. Dạ. Hai bé hình như quậy quá hay gì đó. Dạ. Cái nhà của em mưa giọt sụp. Mưa hả? Dạ. Hồi đó là mình em nghe bé Ngọc nói là hình như bên từ thiện cắt cho mình hả? Dạ chú hai cho cây đó. Rồi cái em vừa cho xong rồi bị ổng chết. Ổng cho xong rồi ổng chết luôn. Rồi cắt ở tới giờ đó rồi mưa gió dông gió sụp. Nhà chị là thế nào? Nhà bẩn, bỏ bẩn cho bẩn. Rồi bây giờ làm sao nó... Như nó mưa, gió, cây cối nó mục chứ, mà như là mọt mà ăn á. Ở đó là cây tạp. Dạ. Đâu đâu chị cho em biết nhà chị luôn. Bữa chị nghe nói thì chị đã hỏi cho em được biết nhà chị nữa. Em nhiều khi dị ăn nó rụng nè, mà còn không có tiền chồng lên nữa. Chứ đâu em mặc cảm. Em đâu có mở khẩu trang đi lên công ty là em đẩy đeo khẩu trang không. Mấy cây chị? Nó mới hết hàm luôn. Ủa? Sao kỳ vậy? Tại vì sâu ăn á. À sâu ăn á. Dạ. Mà lúc nó có tài trợ ở Bến Tre đó mà em chưa có khả năng đi dưới nữa. Cái này là con chị hả? Dạ thằng nhỏ nè. Vô con. À, bỏ cây con. 4 tuổi hả? Dạ. Đi vô đi. Thôi kệ cho nó chơi đi. Dạ. Dạ. Dốc kia chắc ra đi học hả chị? Dạ. Vô con. Đây này chị hai chị chồng. Chị chồng hả? Dạ. Nó cũng khù khờ nữa. Bỏ mình lên bả. Nhà ở nhà bên đó đó. Cháu của Út Nước á. Em cũng cháu bả. Nhà em đi. Dạ. Nhà có. Thi xong chưa? Dạ, thi xong rồi. Có kết quả. Ngồi dĩ con, ngồi dĩ nói chuyện với cô. Chưa ngồi dĩ là... Chưa hả? Chị có kết quả hả? Ngồi dĩ con, ngồi dĩ nói chuyện. Bình thường là con học loại gì? Mấy năm trước á? Dạ. Mấy năm trước con học loại gì? Bỏ điện thoại xuống nói chuyện với cô đàng hoàng. Học môn gì á, thi môn gì đó. Con thi năm rồi đó, con học loại giỏi hay khá? Giỏi hay khá. Quay mặt qua đây được không?
Bộ ít ăn sao ốm chưa? Nhiều ăn nhiều mà chắc ốm à? Dạ. Ờ thì tao chúc cho con kìa nữa cô báo đạt kết quả tốt nha không? Dạ. Ờ. Bệnh mấy ngày nay đó. Cũng là sốt hả chị? Dạ. Rồi để em áp vớ ra. Kệ mắng đẩy cho nó nhỉ. Vô nhà chị đi chưa? Vậy là bốn thành viên hả chị? Dạ. Rồi mấy bé đi học xe đạp này hay gì hả? Xe đạp này đó của em đi làm. Giờ nó hư, dạ, hồi giờ nó hư hết rồi. Vậy hồi đó mình đi làm công ty là đi xe đạp hả? Dạ. À, gì á con? Không có xe đi, không biết chạy xe đó rồi tập. Tập rồi đi biết chạy. Vậy hả? Ừ. Nhớ em chồng cho. Dạ. Em thấy là mẹ thì cũng cho đề xe cái chú Mạnh Thường Quân nào đó cũng cho cây. Ừ. Mỹ Hội vẫn đấy. Dạ. Em biết đó là hồi xưa là anh Phong, ông xã chị cũng đi theo bên đồng đạo để mà chuyên các nhà thiện nguyện rồi đó phải không? Dạ không, ông đi thuốc nam. Lấy thuốc nam hả? Dạ. Dạ, dạ. Còn em thì cho đồ, em nhận dưa cải rồi đó, em chặt rau rồi đó, em cho gửi vô chùa em cho. À, cũng như là mình ra công mình phụ ha. Dạ. Mình phụ tiếp trong cái nhóm bên đồng đạo đấy ha. Dạ. Dạ. Rồi chị nói là nó giọt cái gì? Giọt nát lỗ đó. Ờ, mấy cái lỗ sáng sáng hả? Dạ. Gió phực lên thì mưa dông á. Câu nó làm ầm vậy đó. Cái này loại huyết thường mà không? Dạ, huyết thường. Dạ. Rồi mỗi lần mưa vậy rồi là... Đóng cửa lại chạy như nhà sao? Vậy là khu trước này nó giọt nhiều hả chị? Dạ. Đây mấy cái lá bên đây là ở trong này gọi ra nè. Trong này gọi ra mấy cái lỗ trên đó nhiều lắm. Cái này có đèn không chị? Mà chị mở cho em cái đèn hay tối. Sao cũng như y gan vậy đó. Dạ. Yeah. Là mình lót tàn của ông sao là mình chán lên xi măng ha. Dạ. Bộ mấy bé ngủ dưới nệm hả? Dạ. Yeah. Cha nó ngủ, em với nó ngủ này bệnh không cho ngủ dưới. À. Yeah. Là mấy bé với chị ở trên đây. Dạ. Yeah. Không thì dưới này. Dạ. Yeah. Rồi ông sao mình dọn chỗ khu này nè. Có dọc đây nè. Dạ. Yeah. Chỗ này dọn nữa hả? Dạ. Yeah. Đúng rồi mà thứ này nó mục cái làm như nó lủng lộ. Ô nguyên cái đàm cái lá này nó nè. Ừ. Quá chàng sáng luôn rồi. Toilet mà làm mà tới giờ chưa có tiền xây cầu lên. Dừng bằng ấy không dừng bằng cái xu. Đâu toilet nằm đâu? Đây. Ủa? Vậy là mình làm được cái nền nhưng mà cái này nó tấm cao su. Dạ, su. Rồi mình bông xung quanh đó hả? Dạ. Đó. Chưa có được tường hả? Dạ, chưa. Hồi đó mẹ bà chồng em cho có ngang đây à. Hồi đó cắt ngang đây với lại hồi đó tôi biết nằm đây nè. Rồi em xin bán miếng kéo ra được như vậy. À. Là cái này nó như tạm thôi rồi. Dạ. Yeah. Này thời gian nó cũng phải hư à. Mấy cái giấy hay giấy này nè. Không có. Đi đâu. Cao su. Dạ. Cũng không có được. Đúng rồi, 200 tổng là 100. Vậy là chị nói chung thương mình lại tạm biệt số cao để mình chuyển cái bếp xuống đây. Dạ. Đúng rồi, chứ cái bếp để vô đây thì nó quá nhỏ rồi, chỗ ở không có. Dạ. Có anh sao này là cái phương. Cô em, kêu anh, em ra sao nè cô anh. Dạ. Kêu em ra. Cũng như một ngoài đồng rồi. Dạ. Sau hè cái đường bộ thì nó nằm chắc bên đó. Dạ. Hôm nay thì nên sao đồng. Quậy quá tôi bắt về dưới rồi nha. Nha. Quậy quá là cô bắt đi theo đó. Đi học cho môn dữ với chị. Hả? Cái nhà này mình cắt được mấy năm rồi chị? 2012 chị. À vậy là năm vậy là cũng 10 năm hả? Dạ. Vậy cắt luôn. Mấy cái cây này. Cây này nói chung là chắc cũng được chừng vài năm. Nó cột này cột gì chị? Cũng dịnh. Vậy hả? Đằng hay là chuyển. À cũng như cái chú đó cho rồi mình nhận thôi chứ cũng không biết ha. Dạ. Nè em thấy nó cũng mối mọt vậy nó cũng có nhâm nhâm vừa nè.
Này em nghĩ chắc chừng khoảng có không bao lâu nữa đâu. Mấy cái bột cây này chắc cũng phải thay ha. Không thay. Ờ nó đổ lên. Nó ăn ở đâu mà đổ lên đóng nè. Ăn nhóc chưa một nó dữ lắm. Ở trên đây cũng vậy nè. Trên đây rồi nó cũng nói chung là nó ăn đổ đóng luôn nè. Rồi vậy đi anh chị. Dạ. Em đi ra ngoài nha. Dạ. Rồi có gì để em hãy xong đi rồi em lên em quay lại nhà chị ấy nữa. Em nhổ ừ. Xong đó. Dạ. Em quay lại nữa. Ừ. Rồi em cũng chúc anh với chị mau hết bệnh nha. Dạ. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ dạ. Nay nó hết mưa rồi. Đất này lúng hết ta. Nhỏ thì được chứ mấy người gánh á, mấy người gánh hơi nặng đi, lúng quá. Sáng mua 5 cái bọc mà thiếu hả chị Chính? Dạ. Đi đi ở đây đi. Đây là mưa hôm qua nhưng mà nó vẫn còn ấy, phải vuốt hả chị Năm? Vuốt nó mới sạch đất hả? Không vuốt thì đất quá nhiều hả? Dính nha. Này mình này nãy giờ anh Năm có mua bọc 5 kg không à Ngọc? Không, để luôn luôn. Vậy là bọc 10 kg này mình lấy phân nữa hả? Tại trao bà con mình mỗi người 5 bịch 5 kg hả? Rộng, giá tiền đó. Nãy em nói đó. Vậy hả? Bọc nhỏ còn chút. Giá tiền nhưng mà bọc nhỏ thì nó nhiều cái hơn. Đúng rồi, cái này thì nó sưng, nó hao phải không? Chạy đi đậu rồi. Tại cho bà con kìa, bà con mình người 5 kg hả? Giờ phải mình phải lấy cái bọc 5 kg đi chắc ăn. Vô đầy đi chút mình lấy bọc 5 kg ra ngoài mình ấy đợt sau cũng được nữa. Tại chiếc xe đỉnh đi sửa rồi. Mượn xe của thằng Tung á, đi trao bà con mình mà xe thằng Tung nó bị hư sửa chắc nửa tiếng mới xong. Chiếc xe Honda mà kéo chiếc xe lâu á, xe Honda nó bị hư. Đem đi sửa rồi. Chút nữa mình dụng xe đó chạy cho nó lẹ. Chứ xe để mình để xe cỏ lâu chao cũng hơi nhiều. Hên bữa nay sao có nắng nha, không mà mưa cái nó khóc luôn. Ngày sau đó thì nghe con cá lóc nấu cháo rồi đắng học nhóc hết trơn luôn. Đâu đắng đâu nãy hả? Này rau đắng biển này là rau đắng mình hả? Rau đắng mình sao ăn nổi? Đất nghé thì sao ăn nổi? Người ta nói rau đắng biển á, ăn nó mới không đắng. Còn rau đắng mình là ăn đắng chết luôn á. Đúng rồi. Này làm cái lẩu cháo ha. Chị ra tiếp hả? Thôi chị nghỉ đi, bệnh mày nghỉ đi. Tiếp đi chị. Nghỉ đi chị. Đúng rồi. Mà nói vậy chứ em ăn rau đắng này cũng dở lắm nha. Đất thiệt. Này không có sâu hả? Dạ. Cái này tốt mà chị. Hà ít xịu hà. Hà nó xa xa cũ thôi à, chứ đâu có phải hà nhiều đâu. Nhận giá nữa hả? Dạ. Ơi. Mà lái bây giờ đó là chị Hiền Hiền là ờ à, đúng rồi nó chắc nước mình luôn á. Dạ. Dạ. Ra đẹp lắm. Bi làm ống cái xỉu luôn.
ông Thành đó. Vậy hả? Ổng ừ. Hiền quá mà. Ổng trồng củ cải bên đó không biết. Cái bờ ăn công đó, mình kia trả ghé ổng có 2 triệu rưỡi, 3 triệu gì đó. Một công 2 triệu rưỡi, 3 triệu hả? Ừ, được. Mấy tháng trước á. Ờ. Xong rồi có giá nên mình mới chặn đầu ổng. Rồi nó sạch máu nữa. Có giá ổng không hay. Ổng không hay ha. Ừ. Thì mình mới mua ổng gì đó. Thì đợt sau mình mua ổng nữa. Mua ổng có 3 triệu rồi, không bán. Vậy hả? Thiệt tình chứ không phải nói chứ lái bây giờ. Nó làm nó đâu có biết cái người làm nó cực khổ đâu. Nhận được là nó cứ nhận hà. Sao chị không nghỉ công ty chị tiếp ổng luôn á? Cái lỗ hoài vậy, nhiều khi ổng không có cái gian á, đổi tay chị nhiều khi nó có giá rồi sao? Thành không ai mua cho ông chị mua ầm ầm luôn, cái giá sao thiếu có người mua. Vậy hả? Dạ. Chứ con do lại mua được có 10 triệu. 10 triệu về người em bù thêm 5 triệu nữa mượn người ta đó. Người trả thì rất sâu cho người ta 15 triệu không ăn được còn bạc nào chưa. 10 triệu mà bán còn lỗ nữa hả? Dạ. Ừ, khoảng sau 15 hả? 15 triệu. Không có lấy được cái món gì chưa? Chàng ơi, bán lỗ về hoài chết. Mà thiếu mất sâu đâu có, hai mấy 30 triệu. Dạ. Thiếu mấy 30 triệu mà bây giờ đâu có tiền đâu trả. Bây giờ làm mình cứ buồn với hoài vậy hả? Bây giờ cứ nợ, cứ sâu, gầu vô cứ sâu. Người ta mình không có tiền mà đổ thuốc sâu đó, hỏi trời người ta. Mình hỏi cái tiền ở ngoài đóng lời hả, rồi mình mới trả phần thuốc sâu, họ mới giao cho mình đó hả? Dạ. Rồi bây giờ chính xác là bây giờ mình thiếu tiền phần thuốc sâu bên kia là khoảng bao nhiêu là mình chưa thanh toán á? Ở bển còn là 5-6 triệu, rồi em còn thiếu bên chợ bển là 10 mấy triệu. Chợ Bình Hòa hay chợ nào? Chợ Bình Hòa. Mình mua 2 chỗ hả? Dạ, tại vì đó mối anh dẫn bển đó, gửi thì mình thiếu, mình không có tiền trả đó. À, là bên chợ Bình Hòa là 10 mấy triệu, ở đây là 5 triệu. Dạ. Mà bây giờ hết củ cải này 4 tấn thì khoảng 4 triệu hả? Dạ. Vậy cũng đã chưa có đủ để trả ha. Dạ. Ừ. Ngủ nửa đêm giật mình chứ vậy, nghỉ ngủ, lo, biết sao có tiền. Như nợ nặng nhiều cái mình gậu ha. Dạ. Làm kìa, ổng gác đang xịt thuốc nữa vậy phải không? Dạ. Có ngại ngoài động gì không đó hả? Vô tắm rửa chút xíu cũng mặc bộ đồ đi làm nữa. Đâu có ở không đâu. Em nói sao không mặc bộ đồ mới và đẹp đẹp một chút đi thì cho khỏe một chút. Tại số vậy rồi. Vậy đó, mướn đi miếng đất ở đây nè. Nó cỏ rồi, nó cỏ mịt mù luôn á. Mướn chưa có lấy tiền nữa. Chưa trả tiền đất hả? Dạ. Mướn 2 triệu rưỡi năm. Thì ảnh xịt làm sao mà nó chết ra cái củ cải cho người nó em mua mấy cái đứt hành đó dâm vô vậy ha. Rồi đó cũng mướn bên đó màng hành cũng tốt lắm, xong rồi cái người ta lấy lại người ta trồng cỏ, rồi năm nay cái người ta cho mướn lại chắc năm sau cho người ta lấy lại nữa, tại vì có không có sâu đó. Em nghĩ là mình nên hợp đồng á chị, nó có quyền lợi chứ làm mà mình đang làm được cái người ta họ lấy lại rồi mình phải tìm đất khác nữa, dọn cỏ đồ cực lắm. Dạ. Hợp đồng từ giá 5 năm á, 3 năm gì làm mới có ăn. Nói em cũng muốn đất bên đó đó. Bằng lỗ hoài biết thì cái anh á, ổng thấy gì cái ổng cho mướn hoài luôn. Đó, cho mướn hoài luôn, hàng năm cũng đóng tiền cho ảnh. Rồi sao mà cái chú bệnh rồi ảnh bán đất luôn. Dạ. Bán rồi hôm nay em muốn không có được. Dạ. Muốn đây cho cô Thủy cho mượn muốn 6 triệu rưỡi mà đóng còn thiếu 1 triệu rưỡi nữa chứ. Dạ, cố gắng đi anh chị. Dạ. Em cũng hy vọng là những cái lần sau đó mình làm đạt hơn, rồi lái mua cao hơn. Dạ. Chứ về hoài giết chết rồi.
Dữ không? Dạ, cổ bỏ vô đây luôn. Xót qua đây con. Gần 50 rồi, nãy chị nói gần 50 rồi. Dạ, ai biết rồi. Đâu mà lớn dữ vậy. Rồi chị nhiêu mà. Cháu bà 49. Hả? Rồi bà chị đó nhiêu? Ai biết rồi, không biết rồi. Thật rồi. Nãy giờ xíu con mà 50 rồi. Nghe nè, ông ơi. Ông ơi. Ông ơi. Cháu ruột của nó không biết tuổi. Biết đâu ạ. Nó năm thanh tôi cũng không biết rồi, đừng biết lại. Năm thanh tôi không nhớ nữa. Ta nghĩ mà gãy đi, ta kiếm gì mà đi mà lỗ hoài. Có nhiều nói gì. Năm đó giá 200 nhưng mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.